Thưa quý vị, chiều nay ngày 17 tháng 5, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre trang trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và trao tặng khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy đại Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng cùng các phó chủ tịch, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng, trong năm 2021, với tinh thần đồng thuận sáng tạo, đồng khởi mới, càng khó khăn thì càng phải thi đua. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, việc khó việc mới của các cơ quan đơn vị địa phương các phong trào thi đua được phát động và triển khai thường xuyên sâu rộng ở các cấp ngành cơ quan đơn vị trường học và trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội đặc biệt phong trào thi đua đồng khởi mới theo chỉ thị số 01 của ban thường vụ tỉnh quỹ với việc xác định rõ nội dung phương thức thi đua và trách nhiệm tổ chức triển khai của các cơ quan trong hệ thống chính trị bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực thời gian tới bên cạnh những thuận lợi và cơ hội phát triển tình hình kinh tế xã hội tỉnh bến tre còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì vậy, việc phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mạnh mẽ cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức trao tặng quân chương lao động hạng nhì, hạng ba cho 8 cán bộ có quá trình cống hiến. Quân chương độc lập hạng 3 cho một tập thể, quân chương lao động các hạng cho bảy tập thể, 11 cá nhân, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ba cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trao tặng cờ thi đua của chính phủ cho 13 tập thể, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 190 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.